Xin chào các bạn đến với Canxi Hack. Ngày hôm nay Đạt xin giới thiệu với các bạn một căn nhà được thiết kế cho anh Hùng tại Dĩ An, Bình Dương. Căn nhà này được nhà thầu tại khu vực Dĩ An, Bình Dương liên hệ với Đạt để thiết kế ra căn nhà theo mong muốn và yêu cầu của chủ nhà là anh Hùng. Thì đây là một căn nhà mà phía trước thì có nhà thuốc là Pharma City và phía sau thì sẽ là khu vực nhà ở dành cho gia đình anh. Đây là mặt tiền của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà mang phong cách là tân cổ hiện đại kết hợp với hệ mái thái ở phía trên. Đây là mái giả thái ở phía trước các bạn nhé. Còn ở phía sau này thì sẽ là đổ bê tông cốt thép. Ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển, nhấn nhá rất là đơn giản, kết hợp với ốp gạch inox. Sơn chủ đạo là sơn màu trắng sàn. Phía trước nhà thuốc thì sẽ là ốp đá và phần ở trên thì sẽ là làm sân thượng để vui chơi giải trí trên này. Ở phần công năng của ngôi nhà thì công năng của ngôi nhà theo chiều ngang là 5m, còn chiều sâu của ngôi nhà là hơn 27m, cụ thể là khoảng là 29m các bạn nhé. Phía trước đất nhà anh thì sẽ dành khoảng không là 7m để làm quầy thuốc kết hợp với gara ô tô khu vực này. Bước lên 3 bậc sẽ là phòng khách có diện tích là 28m2. Phòng khách rất là rộng rãi và thoải mái, dành không gian là hơn 6m để làm phòng khách. Và tiếp theo là cầu thang đi lên 21 bậc. Phòng bếp có diện tích rộng là 26m2, gần tương đương với là phòng khách luôn. Phòng khách cũng rất là rộng thoải mái. Bên trái sẽ là tủ rượu và bàn ăn, quầy bar ở phía dưới của công trình. Tiếp theo sẽ là nhà vệ sinh. Phòng ngủ thứ nhất thì rộng là 14,5m2. Phía sau sẽ là ô giếng trời kết hợp với sân vườn và tiểu cảnh ở phía sau. Lên ở lầu 1 thì sẽ là cầu thang đi lên là 21 bậc. Ở phía sau sẽ là hai phòng ngủ kết hợp với một nhà vệ sinh. Phía trước sẽ là phòng ngủ lớn kết hợp với nhà vệ sinh riêng ở bên trong. Hai phòng ngủ phía sau thì mỗi phòng đều rộng là 16m2. Có ban công đi ra phía sau này và ô thông tầng ở khu vực phía sau các bạn nhé. Và phòng ngủ phía trước thì sẽ là lớn nhất, rộng là 26m2, tương đương với là phòng khách luôn. Có nhà vệ sinh trong là rộng gần hơn 5,5m2. Ở phòng ngủ thứ hai thì sẽ đi ra được phần sân thượng, rộng là 32m2, tương đương với là nhà thuốc ở phía bên dưới. Tiếp theo là kiến trúc lầu 2. Ở kiến trúc lầu 2 thì đi lên cầu thang 21 bậc. Ở phía trước là kho này và phòng thờ phía trước là rộng 19m2. Sân thượng cũng rất là rộng rãi và thoải mái ở phía trước. Sân thượng này rộng, diện tích rộng là 14m2 các bạn nhé. Phía sau sẽ là phòng ngủ thứ ba, rộng là 16m2. Nhà vệ sinh chung ở phía sau. Sân thượng và khu vực giặt phơi cũng là ở phía này. Thì ngôi nhà này thì rất là rộng rãi và thoải mái với các khu vực chức năng. Đây là mặt bằng kiến trúc mái. Ở phía trên thì sẽ là đổ bê tông cốt thép. Ta cùng ngắm lại mặt tiền của ngôi nhà lại một lần nữa để các bạn xem. Phía trước sẽ là nhà thuốc này, lầu 1 ở khu vực này này, lầu 2 này kết hợp với hệ mái thái này, nhấn nhá cho công trình. Các bạn yêu thích công trình này và muốn mua lại hồ sơ, hoặc các bạn có một nhu cầu và có một ý tưởng nào thì hãy liên hệ ngay và hết để được thiết kế với giá ưu đãi nhất thị trường. Anh Mạnh, một nhà thầu ở Dĩ An, Bình Dương, cũng đã kết hợp với Đạt là cách đây khoảng 2 năm thì rất là thuận tình, bởi vì cái đơn giá của hãy thiết kế dành cho nhà thầu thì rất là ưu đãi và đáp ứng mỹ thuật cũng như là tiến độ thiết kế rất là chỉnh chu. Như vậy Đạt vừa giới thiệu với các bạn một căn nhà kết hợp giữa mái thái và tân cổ điển rất là sang trọng và hiện đại. Nếu các bạn yêu thích mặt tiền này thì hãy liên hệ ngay với Đạt, hoặc các bạn yêu thích một mẫu nhà nào ở trên mạng muốn Đạt thiết kế với giá ưu đãi nhất thị trường thì hãy liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.